đến thời điểm này thì VFF cho biết là đã có khoảng 28 tỷ đồng tiền thưởng từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên mới có 1/4 số này được giải ngân, cụ thể là khoảng 7 tỷ đồng. Vì chưa nhận đầy đủ tất cả khoản thưởng nên đội U23 vẫn chưa thể tiến hành họp để thống nhất mức chia thưởng. Tuy nhiên theo thông lệ thì sẽ phân thành 4 mức. Loại 1 dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo, 12 cầu thủ đá chính và thủ môn, những cầu thủ dự bị nhưng thi đấu xuất sắc như Đức Trinh, Hồng Duy, Văn Toàn, Thành Trung, Tiến Dụng cùng các trợ lý Hàn Quốc, Việt Nam dự kiến ở mức 2. Mức 3 dành cho các bác sĩ, còn mức 4 dành cho các cầu thủ không thi đấu phút nào. Dự tính từ ban huấn luyện, mỗi thành viên đội U23 Việt Nam sẽ nhận ít nhất là 500 triệu đồng đến nhiều nhất là không dưới 1,5 tỷ đồng.